Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay, cái video về những con phố của thành phố Quy Nhơn. Đó. Và trong chuyến hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái vấn đề nó cũng khá là thú vị với mọi người. Vấn đề đó là thuê nhà hay mua nhà. Đấy. Luôn luôn có hai cái luồng ý kiến trái chiều với nhau về cái việc này. Đó. Thì cũng có người cho rằng là an cư thì mới là nghiệp. Đấy. Phải có chỗ ở rồi chúng ta mới phát triển được. Còn có luồng ý kiến cho rằng là mua nhà thì khi mà giống như là chúng ta phải có nguồn tiền cực kỳ dư dả thì mới mua được. Còn thuê nhà cả đời thì nó cũng rất là thoải mái thôi. Đấy là ngay cả các tỷ phú trên thế giới thì họ vẫn cho ra những cái luồng ý kiến như vậy. Đấy. Tuy nhiên thì với ý kiến cá nhân của Thi thì tôi nghĩ thế này, đó là cái nhu cầu của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án nó phù hợp. Đó. Nếu như các bạn mà muốn ở lại một cái vùng đất nào đó lâu dài và kết cả cái quãng đời về sau còn lại của mình ấy, thì cái việc mua nhà nó khá là thích hợp. Tuy nhiên thì để mua được nhà thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái điều kiện. Đấy, thứ nhất là chúng ta cần phải biết được rằng là cái tài chính của chúng ta đến đâu. Đấy. Thứ hai là cái phân khúc của bất động sản của chúng ta muốn sở hữu nó như thế nào. Đấy. Nha. Thì nếu mà chúng ta muốn sở hữu một phân khúc bất động sản nó vượt qua ngoài cái tầm tài sản của chúng ta, chỉ vì chúng ta sĩ diện một tí thì thể hiện một tí đấy, mà chúng ta chọn một cái phân khúc bất động sản nó không phù hợp, thì cái việc này chúng ta cũng cần phải từ bỏ đi nha mọi người. Đấy. Đấy. Còn nếu như là cái việc mà chúng ta sở hữu bất động sản để chúng ta có cái nơi để về, có cái tổ ấm để chúng ta xây dựng, có cái nơi ở để chúng ta yên tâm làm việc, thì cái việc này rất là hợp lý nha. Thì cũng thuộc về cái trường phái là ủng hộ cái việc là chúng ta sẽ sở hữu một căn hộ hoặc là một cái căn nhà ở cái nơi chúng ta sinh sống và làm việc hơn là phải đi thuê. Như bản thân Huy thì cái việc mà chúng đi làm xa rất là lâu rồi, cái việc thuê trọ là chuyện rất là nhiều. Khi thuê trọ tính ra là thời gian đi làm 8 năm thì thuê trọ chắc cũng khoảng 6 năm rồi. Đó. Còn cái thời kia thì ở trong xưởng của Hoa Sen thì cũng giống như chúng ta ở trọ thôi. Đấy, thì khi mà chúng ta ở trọ thì cái việc bảo trì tài sản, cái việc set up cái chỗ trọ của chúng ta thì nó ở mức giới hạn thôi mọi người. Là thiếu cái gì, hư cái gì thì chúng ta kêu chủ trọ tới xử lý, hoặc là chúng ta sửa sang lại cái căn phòng chúng ta cho đẹp hơn một tí. Tuy nhiên chúng ta rất là khỏe, không cần phải đầu tư sửa chữa gì cả, rất là sướng. Nhưng mà có một điểm này, đó là chúng ta không có mong muốn là biến cái nơi ở của chúng ta trở thành một nơi lý tưởng hưởng hoặc là một nơi lâu dài. Vì đơn giản thôi mọi người, chúng ta thuê mà, chúng ta ở tạm bợ mà, chúng ta không có xây dựng nơi. Ở một cái góc độ nào đó thì cái việc mà chúng ta chăm chút cho nơi ở của mình nó không có tốt, và luôn luôn ở cảm giác tạm bợ, đó là một cái điều không tốt. Đấy. Đó là xong. Nên là mỗi một người như Thi thì đã trải qua cảm giác đó rồi, thì Thi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta ở một cái ngôi nhà mà chúng ta cứ phải cái cảm giác tạm bợ như vậy, nó dài đằng đẵng như vậy, thì không có thể yên tâm làm việc được. Đó, chúng ta cứ nghĩ là ta ký hợp đồng đồ rất là tốt rồi, nhưng đến một ngày cứ chủ muốn bán đi thì chúng ta lại phải chuyển đi, tại vì chúng ta không có thể tiếp tục với lại chủ mới được. Đấy, mỗi lần chuyển nhà là cả một quá trình nha mọi người. Đó. Từ thời sinh viên mình đã chuyển trọ, có một năm mình chuyển trọ một lần. Đấy, nó rất là tốn thời gian, công sức và mỗi lần chi phí. Đi làm thì cứ đến một nơi mình lại đổi trọ một lần, mỗi lần chuyển đồ tắt tóc luôn, cái chi phí phát sinh nhiều lắm nha mọi người.
đấy là Thi chia sẻ về cái quan điểm của Thi là thích cái việc mua nhà hơn đó. Còn giờ để mua nhà như thế nào, đấy là một cái câu chuyện tiếp theo này. Thì nếu mà bạn có tiền sẵn rồi, có đủ tiền rồi, chúng ta mua thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta phải chỉ cần xem thử là cái vị trí ngôi nhà này, cái hướng phong thủy ở đó có phù hợp với mình hay không đó. Cái diện tích ở đấy thì nó có đưa ra cái đủ cái công năng cho chúng ta sử dụng hay không đấy. Thì có tiền rồi thì nó dễ lắm đó. Cái vấn đề tiếp theo của chúng ta là nói cái chuyện là chúng ta chưa có tiền mà chúng ta phải dựa vào các cái nguồn vay từ ngân hàng hay là mượn bạn bè hay gì đó. Thì cái vấn đề này thì chúng ta cần phải quản trị cái rủi ro cho nó tốt. Tại vì vay ngân hàng thì lãi suất thì người ta huy động thấp vậy thôi, ưu đãi lãi suất thì chỉ được 1-2 năm đầu thôi. Chứ thông thường các lãi suất vay nếu mà ngoài cái căn hộ xã hội, nhà ở xã hội ra thì cái lãi suất vay thông thường nó phải trên 10% cho mọi người. Đấy. Dẫn đến là khi mà chúng ta xác định được cái lãi suất rồi thì quay trở về với cái thu nhập của chúng ta, quay trở về với cái chi phí hàng ngày của chúng ta sẽ cân đối ra được cái mức chi trả cho lãi vay phù hợp, đó là tầm khoảng 30-40% cái thu nhập hàng tháng của chúng ta thôi, thì nó sẽ ok. Thì từ cái mức này thì chúng ta lại quay về trở về là tổng mức vay của chúng ta là bao nhiêu là phù hợp đấy, rồi tổng mức vay của chúng ta bao nhiêu là phù hợp với cái tiền trả của chúng ta đó. Thì nó lại sinh ra cái việc là khi mà từ cái số tiền chúng ta có và mức lãi vay chúng ta có thể là cán đáng được thì cái giá trị của bất động sản của chúng ta thì bao nhiêu là vừa đấy. Từ cái phân khúc, từ cái giá thành bất động sản mà chúng ta xác định được thì chúng ta lại tiếp tục định hình tiếp theo, đó là cái dự án nào, cái khu vực nào có cái giá trị bất động sản tương ứng mà phù hợp với giá tiền và đảm bảo được các công năng chúng ta sử dụng. Đấy, đây là một cái bài toán ngược đó mọi người. Khi chúng ta xác định như vậy thì ta sẽ không bị rủi ro nhiều nha. Còn khi mà chúng ta tiếp xúc với các đơn vị tư vấn thì thông thường họ sẽ đi được từ cái tiện ích về công năng đó, và họ sẽ xử lý cho chúng ta ngắn hạn về cái lãi vay, về các cái định hướng về gia tăng bất động sản, gia tăng giá trị của bất động sản thôi. Còn về vấn đề sau này chúng ta xử lý như thế nào đó là chuyện của chúng ta nha. Đấy, nên là phải cân đối cho kỹ và suy nghĩ cho kỹ. Tư vấn chỉ là một chuyện thôi, ngôn từ là có cánh này, đó là ở cái góc nhìn khác nhau, ở cái vị thế khác nhau thì có cái mục đích khác nhau nên ngôn từ nó cũng sẽ khác nhau. Đấy, nha. Đó là Thi chia sẻ với tất cả mọi người về cái việc này đó. Còn nếu mà chúng ta sống tạm bợ thì chúng ta vẫn nên thuê nhà thôi, hoặc là chúng ta di chuyển từ vùng này qua vùng khác thì nên thuê nhà, không nên mua nhà. Đấy, hoặc là quan điểm của Thi là hy vọng rằng là những cái kinh nghiệm trong cái việc mà từng đi thuê nhà, từng đi mua nhà, vay trả tiền mua nhà của Thi thì sẽ giúp cho mọi người có được cái định hình hơn trong cái việc là mua nhà nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.